Có một loại bánh không phải để ăn mà là để uống. Hôm nay cùng Olala khám phá nhá. Chắc nhiều bạn ở đây chưa từng thấy thì cũng sẽ thắc mắc hỏi tại sao gọi là bánh mà lại không thể ăn được. Thì hôm nay cùng Olala khám phá quy trình làm bánh trà san tuyết sẽ như thế nào nhá. Đây là cái cách các cô chú ở trong làng đã có truyền thống làm bánh trà rất là lâu đời rồi. Ở trên tụi mình là vùng trà, vùng nguyên liệu trà san tuyết cổ thụ Hà Giang, nên người đồng bào tụi mình vẫn giữ được cách làm trà truyền thống. Dòng trà này thì được gọi là dòng trà phổ nhĩ sống. Đây đều là những búp trà san tuyết cổ thụ được hái từ cây trà cổ thụ đã có từ 300 năm tuổi trên dãy Tây Côn Lĩnh, Hà Giang tụi mình. Sau khi hái về thì sẽ được ủ tự nhiên lên men khoảng 7 tháng đến 1 năm. Rồi sau đó sẽ mang búp trà đi đồ và tiếp đó là ép bánh thủ công bằng cối đá như thế này. Việc ép bánh trà thủ công bằng cối đá sẽ giúp cho quá trình lên men tự nhiên của những búp trà được đều hơn sau khi được ép bánh. Bánh trà phổ nhĩ sống của nhà Olala thì được ép theo khối lượng tiêu chuẩn là 357g. Búp trà được hái theo quy chuẩn là 1 tôm 2 lá. Tất cả các bánh trà của nhà Olala thì đa số là đều được ủ hơn 1 năm rồi sau đó mới gửi hàng tới tay các anh chị sử dụng. Dòng trà bánh sống này thì ngoài công dụng là trà thưởng thức ra thì còn có rất là nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Nồng độ polyphenol, catechin và flavonoid cao, có thể giúp giảm căng thẳng, giảm các yếu tố gây viêm. Ngoài ra thì giúp thanh nhiệt cơ thể, điều hòa huyết áp, giảm các bệnh về tim mạch. Bánh trà san tuyết sống của nhà Olala thì ủ hơn 1 năm rồi, nên màu nước trà sẽ có màu vàng đỏ, đi kèm là hương thơm phảng phất của gỗ thông mộc mộc, vị chát dịu và ngọt hậu rất lâu. Bánh trà phổ nhĩ sống thì có thể để càng lâu sẽ càng ngon theo thời gian nha mọi người. Và đây là diện mạo mới tanh của chiếc hộp bánh trà nhà Olala, mang sự mộc mạc chân thực của núi rừng và người đồng bào vùng cao tới tay các anh chị. Và cứ mỗi một bánh trà như thế này thì Olala sẽ gửi kèm thêm 100g trà san tuyết cổ thụ 1 tôm 2 lá và miễn phí vận chuyển. Trong video này anh chị nhớ ring làm quà tặng quà biếu trong Tết này nha.